Các bạn trở lại với kênh Sang Ngọc TV nha. Đang chuẩn bị lên con diều sáo khổng lồ các bạn, diều sáo bằng tre, con diều sáo mới ở công viên đấy. Cái đuôi đâu rồi? Đúng không?
Con nói sao mà lên? Gió này mà con nói sao lên được? Chạy lên đây đấy, trên có đầu sáu, đầu kêu sáu.
Chú Sang ơi. Xuống rồi. Lên. Chụp cái con gì? Con này mà bắt được tận tay mới giỏi này. Con này em xuống rồi. Con này cũng dậy nè.